Cường Đô Na đã trở thành ông bố hai con. Vâng, vừa qua đàm Thu Trang sinh con thứ hai cho đại gia phố núi Cường Đô Na. Nhiều bạn bè khán giả để lại bình luận chúc mừng gia đình đàm Thu Trang và Cường Đô La có thêm thành viên mới. Chiều 30 tháng 5, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, Cường Đô La báo tin vui, bà xã đàm Thu Trang đã sinh con thứ hai. Anh viết trên trang cá nhân, xin chào, cầu for Sutin, gia đình xin cảm ơn tất cả lời chúc phúc của mọi người gửi đến gia đình ạ. À. Đi kèm bài đăng, Cường Đô La khoe khoảnh khắc đáng yêu khi cùng con gái Sutin đón em bé chào đời tại bệnh viện. Con thứ hai của đàm Thu Trang và Cường Đô La được đặt tên thân mật ở nhà là Sutin. Tương tự như anh hai Subel và chị ba Sutin. Dựa vào chia sẻ của doanh nhân phố núi về cậu tư, khán giả cho rằng đàm Thu Trang đã sinh bé trai. Trên Facebook, nhiều bạn bè khán giả để lại lời bình luận chúc mừng gia đình đàm Thu Trang và Cường Đô La. Bức ảnh bé Sutin vui mừng đón em trai cũng nhận được hơn 22.000 lượt thích. Trước đó, đàm Thu Trang giấu kín về chuyện mang bầu. Đến tháng 3 vừa qua, cô mới công khai thông tin này bằng mẫu ảnh bên con gái Sutin. Cường Đô Na và đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào tháng 7 năm 2019. Sau khi lên xe hoa, cô gần như rút khỏi showbiz. Tháng 8 năm 2020, người đẹp sinh em bé Sutin và sau đó dành phần lớn thời gian chăm sóc con, hỗ trợ chồng trong việc kinh doanh. Gần 4 năm sau khi kết hôn, đàm Thu Trang và ông xã đại gia vẫn duy trì cuộc sống hạnh phúc. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội. Cựu người mẫu 8X được khen đảm đang giỏi quán xuyến việc gia đình. Bà xã đại gia phố núi còn được nhận xét là người khéo léo, dung hòa được mối quan hệ với Supel, con riêng của chồng. Đàm Thu Trang sinh năm 1989 là người dân tộc Tày đến từ Lạng Sơn, được biết đến với vai trò là người mẫu ca sĩ. Cô từng đoạt danh hiệu Hoa Khôi xứ Lạng vào 2010 và top 6 chung cuộc của chương trình Việt Nam Next Top Model mùa đầu tiên, vào top 20 của thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Dù hoạt động nghệ thuật nhiều năm, song Đàm Thu Trang không để lại nhiều dấu ấn nổi bật khi xuất hiện bên cạnh Cường Đô La. Với tư cách bạn gái, cô trở thành cái tên được dư luận quan tâm.